Phê Phúc xin giới thiệu với các bạn về đặc sản mật ong Basque này, loại thượng hạng của Nga này. Loại này chỉ dành cho văn phòng tổng thống Nga và nhà du hành vũ trụ ạ. Sản phẩm tuyệt đối là đảm bảo, thứ nhất là về chất lượng và cũng là về giá trị ạ. Nó chỉ có một mùa trong một năm thôi và nó ở vùng sinh thái sạch nhất của Nga. Mỗi ngày uống chỉ cần là một thìa mật ong với lại trà thôi sẽ đảm bảo rất là tốt cho sức khỏe của các bạn ạ.